Cậu bước ra ngoài sân. Bước khói rồi. Về là bắt xa lắm. Lại mai làm chết đi. Về nước à? Về nước Việt Nam là nước nào nữa? Bình luận viên Tú Cuội cũng đang xem và đang cổ vũ online cho đội Đà Bắc, bởi vì Tú Cuội lấy vợ Đà Bắc. Nếu mà ngày mai Đà Bắc bán kết thì bình luận viên Tú Cuội làm hợp lý quá gì nữa. Mai nhớ vào sớm nhá. Mười ba, hai mốt, hai điểm nữa thôi. Lan Hương, thế canh Tân Lạc không muốn em nuôi à? Nếu canh không Tân Lạc không muốn anh nuôi thì anh cùng muốn em nuôi nhá. 23-21, cơ hội dành cho Tân Lạc trong trận. Điểm Tân Lạc 22-23. 22-23. Rất hồi hộp mọi người ạ. Quá hồi hộp. Tân Lạc vẫn chưa từ bỏ. Cho dù là bị loại rồi nhưng Tân Lạc đang chơi rất là đẹp. Chơi cố gắng hết mình. Xét coi cho Đà Bắc rồi. 24-23. Điểm Tân Lạc 23 đều. Ơ? 23 đều à? Xin lỗi, 23 đều. 23 đều. Vẫn còn. Cơ hội dành cho Tân Lạc. Chuyển lỗi rồi. Đà Bắc ăn điểm không? Đến rồi. Hay quá. Quá thông minh. Pha tỉnh táo của vận động viên số 7. Đánh khôn. Khán giả chỉ biết là dùng một từ đánh khôn thôi. 24-23. Số 7 đâu? 24-23. Số 7 đâu? Chắn lên. Số 7 đâu? Số 3 lại vừa ném gạch. Điểm Tân Lạc 24 đều. Anh thanh niên số 3 này không ăn thua. Mỗi lần nhảy lên là đều ghi điểm. 24 đều. Cơ hội dành cho Đà Bắc. Số 7 lại vừa bỏ nhỏ đi chưa? Ăn điểm. Vẫn còn. Không đập được. Chết rồi, nguy hiểm quá. Lưới. Điểm cho Đà Bắc 25-24. Khi mà số 3 nhảy lên thì tôi hơi lo lắng cho các vận động viên của Đà Bắc. Rất may là số 3 đã chạm lưới. 25-24. Cơ hội dành cho Đà Bắc. Bóng sang không? Vẫn sang. Như vậy là Đà Bắc cũng giành chiến thắng. 26-24. Kết trận đấu đội Đà Bắc thắng đội Tân Lạc với tỷ số 2-0. Một kết quả hợp lý. Đà Bắc đã vào đánh bán kết. Xin chúc mừng các cổ động viên của Đà Bắc và chia buồn với các cổ động viên cũng như là đội bóng của huyện Kim Bôi. Kim Bôi đã phải dừng bước. Có rất nhiều hảo thủ trong đội hình nhưng Kim Bôi không thể vào tới bán kết. Đây là hình ảnh các vận động viên bên Tân Lạc. Cho dù chia tay giải nhưng Tân Lạc đã để lại một trận đấu tuyệt vời. Lúc này tôi sẽ sang chân của Đà Bắc nhá. Có một cổ động viên tên là Sồm, cái gì Sồm bảo về sẽ mời bia nhá. Hoang Sồm. Yêu cầu trưởng đoàn các đội chúng ta. Bạn Hoàng Sồm bảo là về mời Đà Bắc bia, phải nhớ với em, phải nhớ với em. Để đảm bảo thời gian thi đấu. Địa điểm tại sân trung tâm văn hóa. Là sân.
Không bốc thăm luôn chứ nhở? Đây là hình ảnh trọng tài đánh chéo luôn đúng không? Đà Bắc gặp đội nào? Đà Bắc gặp Chiến Thủy. Đà Bắc Chiến Thủy lớn hơn là sao? Đã tính điểm đâu? Hai đội tính 6 điểm. 6 điểm. Sao bắt rồi? Đây là hình ảnh các cổ xin lỗi các vận động viên của Đà Bắc. Gương mặt của bạn nào cũng đang rất là tươi nhá, đang nở rất căng. Lâu lắm rồi. Có lẽ lâu lắm rồi Đà Bắc mới vào bán kết đúng không các em? Hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm vào bán kết. Một chiến thắng rất là ý nghĩa. Rồi 1.800 bạn vẫn đang theo dõi live, cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn mọi người ở những trận bán kết ngày mai nhé. Đây là hình ảnh các cầu thủ của đội Tân Lạc. Cho dù chia tay giải nhưng Tân Lạc đã để lại một trận đấu rất hay. Hello. Đây cho các bà của thị trấn Mua Vàn. Đây là câu lạc bộ bóng chuyền hơi của thị trấn Mua Vàn. Các cô các chị rất là chăm chỉ ngày nào cũng đi đánh. Trời nắng trời nắng trời mưa ngày nào cũng tham gia. Như bà này thì gần 60 tuổi nhưng nhìn trẻ như là 20. Bà này mấy mấy tuổi? Bà 70 tuổi. Bà 70 tuổi, vâng 70 tuổi trừ đi 20 ạ. Đây là huấn luyện viên. Huấn luyện viên tên là gì đó? Xin hẹn mọi người ở trận bán kết sáng ngày mai nhé. Các trận bán kết nam ở sáng ngày mai nhé. Xin chào tất cả mọi người. Lương Sơn gặp Đà Bắc. Lương Sơn Đà Bắc à? Không có đang tính điểm mà. Anh không nắm rõ. Xin chào mọi người nha. Có lẽ là mình sẽ sang chia vui một chút. Bởi vì theo chia sẻ của các vận động viên bên Đà Bắc là hơn 10 năm nay rồi. Hơn 10 năm nay ở Đà Bắc mới vào tới trận bán kết. Có lẽ đây là niềm vui rất lớn. Hơn 10 năm rồi Đà Bắc mới vào bán kết mọi người nhá. Cũng không cao hơn mình lắm đâu như vậy. Rồi. Mọi người có muốn chia sẻ gì với những cổ động viên đang xem của đội mình không? Các cổ động viên đến từ Đà Bắc. Còn rất nhiều người Đà Bắc đang xem. Sáng mai rất cảm ơn các cổ động viên đã theo dõi và đồng hành cùng đội bóng trong thời gian vừa qua. Okay. Cảm ơn tất cả mọi người. Và anh thấy là Đà Bắc treo giải rất nhiều em về xem live và xem bình luận và nhớ chụp lại ảnh màn hình nhá. Dạ vâng ạ. Xin. Đây là hai thanh niên chắc là đội chỉ huy công sự tỉnh lên thẳng đấy luôn mà làm sao mà lên văn phòng. Xin chào mọi người nhá, dừng live đây. Xin chào tất cả mọi người. Đi sang bên nữ tí. Đang đi làm anh. Sáng nay anh nghỉ tiết 4 tiết 5.